bối cảnh chiến sự Nga Ukraine sáng 24 tháng 10. Quân đội của Putin đang bế tắc và không tiến lên trong nhiều tuần ở Donbass. Hàn Quốc cân nhắc cung cấp thêm đạn pháo 155 mm cho Ukraine. Tướng Budanov, Nga đã có thể điều những quân nhân đầu tiên của Triều Tiên đến vùng Kursk vào ngày 23 tháng 10. nổ rung chuyện ở Crimea, khoái bao phủ cầu Kerch trước tin Ukraine tấn công tên lửa vào bán đảo. Nghị viện châu Âu ủng hộ phân bộ khoản vay lên tới 35 tỷ euro cho Ukraine. Tổng thống Zelensky, Đức đã giảm bớt sự hoài nghi về việc Ukraine gia nhập NATO. Tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin ngày sau đây. Kính thưa quý vị, tại một trong những khu vực nóng nhất của mặt trận đó là Bobrovsk, những kẻ xâm lược từ Liên bang Nga không những không đạt được khả năng tối đa của mình mà còn bắt đầu giảm bớt do sự thiếu nhân sự. Theo chuyên gia Stanov, một trong những thách thức đối với kẻ thù là đặc điểm địa lý của khu vực. Kẻ thù đã xâm chiếm các cao điểm bắt đầu từ Vodizhenka, sau đó tiến đến sông nhưng cũng có các cao điểm phía sau nó. Đây chính xác là điều làm phức tạp tình hình cho những kẻ xâm lược. Thực tế là chúng đã dừng lại trong cuộc tấn công vào những đỉnh cao này và đang chậm lại theo hướng này ngày hôm nay. Như Stanov giải thích, quân đội Nga đã áp dụng nguyên tắc tấn công dọc theo một tiền tuyến rộng và nếu họ có thể vượt qua được hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine ở đâu đó, thì lực lượng dự bị của họ sẽ được đưa đến đó ngay lập tức. Nghĩa là các đơn vị mới ở cấp độ 2 có thể tham gia trận chiến với toàn bộ khả năng chiến đấu. Tuy nhiên, theo ông Stanov, Điểm tích cực là Bộ Chỉ huy Nga hiện không có lực lượng dự bị như vậy. Ông Zdanov lưu ý, ngay cả trong khu vực hoạt động của nhóm lực lượng trung tâm, chỉ có nhân sự có thể bù đắp tổn thất. Theo hướng Bobrosk, họ không thể tăng cường dự bị, không có ai tăng cường mặt trận và quân số còn lại không đủ để phát triển thành công. Cơ hội cuối cùng cho kẻ thù, nhiều quân nhân tình chắc là tập trung nỗ lực vào một khu vực nhỏ nhất định, tạo ra một nhóm ở đó và tăng cường nỗ lực bằng cách chống lại quân đội Ukraine đồng thời dần dần đưa đội hình thứ hai lực lượng dự bị tác chiến vào trận chiến ông zidanov tin tưởng tuy nhiên có một rủi ro đối với bộ chỉ huy nga vì ở những khu vực mà người nga dừng lại và chuyển sang thế phòng thủ lực lượng vũ trang ukraine có thể phản công điều này có thể mang lại một số thành công nhất định cho quân đội ukraine do đó tình hình của những người lính nga ở đây đang bế tắc Vị đại tá đã nghĩ hơn cho rằng bộ tổng thống mưu Nga hiểu được rủi ro này. Đó là lý do tại sao họ đang thúc đẩy một đường lối rộng rãi với hy vọng xác định được điểm yếu của lực lượng vũ trang Ukraine với những gì họ có. Tuy nhiên điều này khó có thể kết thúc bằng thành công, bởi vì người Ukraine biết cách hành động trong tình huống như vậy và có sức mạnh và phương tiện để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Hàn Quốc cân nhắc cung cấp thêm đạn pháo 155mm cho Ukraine. Triều Tiên đã tăng cường hỗ trợ quân sự cho Nga, khiến cho Hàn Quốc phải cân nhắc cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraine. Theo thông tin từ KSN News ngày 21 tháng 10, Triều Tiên đã điều động khoảng 1.500 lính đặc nhiệm tinh nhuệ đến Nga, trong bối cảnh quan hệ quân sự giữa hai nước này ngày càng sâu sắc. Hành động này làm dấy lên lo ngại từ Hàn Quốc, buộc Seoul phải tính đến việc tăng hỗ trợ cho Ukraine bằng việc cung cấp thêm đạn pháo 155mm thông qua Hoa Kỳ. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc NIS đã xác nhận rằng khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên đã được triển khai đến vùng viễn đồng của Nga từ đầu tháng 10. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy sự xuất hiện của các tàu hải quân Nga tại các cảng của Triều Tiên, làm dấy lên nghi ngờ rằng những tàu này đang vận chuyển binh sĩ Triều Tiên để tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Đáp lại, chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập đại sứ Nga tại Seoul để bày tỏ quan ngại về việc này, yêu cầu Nga rút ngay lực lượng Triều Tiên khỏi Ukraine. Thứ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Kim Hong-kyun đã nhấn mạnh rằng sự hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ đối với Hàn Quốc mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế. Ông cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ hợp tác với các đối tác quốc tế để đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động nào có thể gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Hàn Quốc, George Zinoviev đã bác bỏ các lo ngại này, khẳng định rằng quan hệ hợp tác quân sự với Triều Tiên hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và không nhằm mục tiêu gây bất ổn cho bán đảo Triều Tiên. Bên cạnh đó, tình hình cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng được quan tâm đặc biệt. Hàn Quốc đã cung cấp 500.000 viên đạn pháo 155mm cho Mỹ vào năm ngoái, sau đó số đạn này được chuyển đến Ukraine. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay, sẽ ưu năng xem xét cung cấp thêm đạn pháo cho Ukraine. Các quan chức quốc phòng xác định rằng số lượng đạn pháo mà Ukraine có thể nhận được sẽ quyết định đáng kể đến kết quả của cuộc xung đột với Nga. Việc duy trì nguồn cung đạn pháo 155mm đang trở thành thách thức đối với cả Hàn Quốc và Ukraine. Các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine với trọng tâm là pháo binh đã khiến Ukraine cần tới 75.000 quả đạn mỗi tháng để duy trì vị trí, trong khi các cuộc tấn công quy mô lớn yêu cầu gấp đôi số lượng này. Nga với khả năng sản xuất khoảng 250.000 quả đạn mỗi tháng, có thể duy trì ưu thế nhờ sự hỗ trợ từ Triều Tiên. Các báo cáo cho thấy Triều Tiên có thể cung cấp tới 10 triệu quả đạn cho Nga, bất chấp phần lớn số đạn này đã cũ. Mặc dù luật pháp Hàn Quốc cấm xuất khẩu vũ khí cho đến các khu vực chiến sự, nhưng áp lực quốc tế có thể buộc Seoul phải xem xét lại chính sách này. Trong năm 2023, Hàn Quốc đã cho Mỹ mượn 300.000 quả đạn pháo 155mm, gián tiếp giúp tăng cường kho dự trữ của Ukraine. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng Hàn Quốc cần thận trọng trong việc cung cấp thêm đạn dược mà Hàn Quốc không làm suy yếu khả năng phòng thủ của mình với kho dự trữ đạn pháo hạn chế và sản xuất hàng năm chỉ đạt khoảng 200.000 quả. Hàn Quốc có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nếu xảy ra xung đột với Triều Tiên. Trong khi đó thì Triều Tiên tiếp tục củng cố mối quan hệ với Nga, quân đội của nước này sở hữu khoảng 21.000 khẩu pháo với khả năng bắn trong 45 ngày liên tục, tạo ra một lượng đạn dược khổng lồ lên tới hàng triệu quả có thể cung cấp cho Nga. Dù phần lớn đạn dược này có thể đã cũ nhưng nó vẫn có thể sử dụng hiệu quả trong chiến sự. Tình hình hiện tại đặt ra những thách thức đáng kể cho Hàn Quốc khi phải cân bằng giữa việc hỗ trợ Ukraine và đảm bảo an ninh quốc gia trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, quyết định của Seoul trong việc tham gia sâu hơn vào xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ là một phép thử cho quan hệ quốc tế của nước này trong thời gian tới. Tướng Budanov, Nga đã có thể điều những quân nhân đầu tiên của Triều Tiên đến vùng Kursk vào ngày 23 tháng 10. Theo người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, tướng Kirill Budanov, ngày từ ngày 23 tháng 10 năm 2024, những quân nhân đầu tiên của Triều Tiên được Bình Nhưỡng chuyển đến, hỗ trợ cho lực lượng chiếm đóng, có thể xuất hiện ở vùng Kursk, của quốc gia xâm lược Nga, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch quân sự. Ấn phẩm The công bố về điều này vào ngày 22 tháng 10 năm 2024. Theo tướng Budanov, tình báo quân đội Ukraine hiện đang chờ đợi những đơn vị đầu tiên gồm quân nhân Triều Tiên tiến về hướng Kursk. Lãnh đạo của Tổng cục Tình báo lưu ý rằng vẫn chưa rõ có bao nhiêu người Triều Tiên và chúng sẽ được trang bị như thế nào. Ông Burdanov nói thêm, chúng ta sẽ nhìn thấy trong vài ngày tới. Được qua, John cho biết có thông tin chưa được xác nhận rằng Triều Tiên đã gửi ngoài binh lính bình thường và lực lượng đặc biệt, còn có các phi công chiến đấu của họ tới quốc gia xâm lược Nga. Nghị viện châu Âu ủng hộ phân bổ khoản vay lên tới 35 tỷ euro cho Ukraine. Tại cuộc họp vào ngày 22 tháng 10 năm 2024, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết phê duyệt việc cung cấp khoản vay lên tới 35 tỷ euro cho Ukraine trong khu khổ của sáng kiến G7. Trang web của Nghị viện châu Âu công bố về điều này. Nghị quyết được 518 nghị sĩ ủng hộ, 56 người phản đối và 61 người khác bỏ phiếu trắng. Hỗ trợ tài chính vĩ mô này là một phần của khoản vay lớn hơn trị giá 50 tỷ đô la Mỹ, khoảng 45 tỷ euro mà các nước G7 sẽ cung cấp cho Ukraine. Đóng góp cuối cùng của EU có thể ít hơn tùy thuộc vào những đóng góp của các quốc gia khác, bản phát hành lưu ý. Ukraine sẽ hoàn trả khoản vay theo chương trình này bằng tiền lãi từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây. Thông báo trên trang web của Nghị viện châu Âu lưu ý rằng số tiền này sẽ được trả cho Ukraine cho đến cuối năm tới. Trang web của phái đoàn EU tại Ukraine nhắc lại rằng, vào ngày 9 tháng 10, Hội đồng EU đã đạt được thỏa thuận về khoản vay này. Các nước EU đã thống nhất rằng, nếu sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu đối với đề xuất của Ủy ban châu Âu về khoản vay 35 tỷ euro không thay đổi, thì Hội đồng EU cũng sẽ phê duyệt văn bản mà không thay đổi nó. Thông cáo lưu ý, sau khi Nghị viện châu Âu thông qua văn bản trong lần đột đầu tiên, Hội đồng EU có kế hoạch phê duyệt quy định thông qua thủ tục bằng văn bản. Quy định này dự kiến sẽ có hiệu lực một ngày sau khi được công bố trên tạp chí chính thức của EU. Mục đích của việc này là cung cấp khoản vay hỗ trợ tài chính vĩ mô ngay trong năm 2024 và việc thanh toán sẽ được thực hiện vào năm 2025 với thời gian trả nợ tối đa là 45 năm. Nổ rung chuyển ở Crimea, khói bao phủ cầu Kerch trước tin Ukraine tấn công tên lửa vào bán đảo. Một số thành phố trên khắp Crimea bị chiếm đóng đã trải qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và cảnh báo tên lửa vào thứ Năm, ngày 22 tháng 10. Các báo cáo về vụ nổ và hệ thống phòng không đang hoạt động đã được xác nhận ở nhiều khu vực, bao gồm cả thành phố chiến lược Sevastopol, dẫn đến phản ứng an ninh đáng kể. Vào lúc 15 giờ 07 phút theo giờ địa phương, chính quyền ở Sevastopol đã tuyên bố mối đe dọa tên lửa theo các kênh Telegram địa phương. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng tên lửa Storm Shadow có thể đã tham gia với thời gian dự kiến đến Crimea vào khoảng 15 giờ 15 phút. Thống đốc tự xưng của Sevastopol đã ban bố cảnh báo không kích, thúc đẩy lệnh đình chỉ ngay lập tức phương tiện giao thông công cộng trong thành phố. Đến 15 giờ 15 phút thì các hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Tiếp theo là các báo cáo về vụ nổ lúc 15 giờ 16 phút. Các kênh công cộng đường tin về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hàng loạt đang diễn ra ở Sevastopol. Trong khi các hoạt động phòng không tương tự cũng được quan sát cho thấy ở khu vực Kerch, để ứng phó với các mối đe dọa tên lửa, cầu Crimea đã đóng cửa và bị khói bao phủ, với các quan chức tuyên bố rằng khói ở eo biển Kerch là một phần của nỗ lực ngụy trang. Người ta cũng nghe thấy tiếng nổ ở Dizankoi dẫn đến việc đóng cửa trạm kiểm soát địa phương. Theo báo cáo thì không có tuyên bố chính thức nào được đưa ra bởi chính quyền Ukraine hoặc Nga. Điều này diễn ra sau các cuộc tấn công trước đó với các vụ nổ xảy ra ở nhiều nơi khác nhau của Crimea vào ngày 9 tháng 8 và các sự cố đáng chú ý vào ngày 7 tháng 10 liên quan đến các vụ cháy lớn tại sân bay Belbek và Saki cũng như nhà ga dầu lớn nhất ở Feodosia. Các đặc vụ từ phong trào ITs ủng hộ Ukraine báo cáo về cuộc tấn công tiềm tàng và xác nhận các vụ nổ ở quận Krasno Kvostetsky. Ngoài ra còn có báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đáng kể vào bán đảo. Các nhà chức trách Nga viện dẫn mối đe dọa đối với cầu Kutch, bày tỏ lo ngại về các vụ phóng tên lửa Storm Shadow, mặc dù không có xác nhận chính thức nào về một cuộc tấn công được đưa ra. Tin tức tình báo gần đây cũng chỉ ra rằng, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của cây cầu bằng các hệ thống phòng không, bao gồm cả các mô hình triển lãm, trong khi xây dựng một công trình bí ẩn trên cây cầu. Tổng thống Zelensky, Đức đã giảm bớt sự hoài nghi về việc Ukraine gia nhập NATO. Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Đức đã thay đổi quan điểm về việc Ukraine gia nhập NATO, giảm bớt đánh giá hoài nghi của nước này. Theo ông, sự thay đổi này bị ảnh hưởng bởi việc củng cố quan điểm trong liên minh và phản ứng của Hoa Kỳ. Điều này được sự thật châu Âu đưa tin vào hôm thứ Ba, ngày 22 tháng 10 năm 2024. Nguyên thủ quốc gia lưu ý. Về lời mời bây giờ mà tôi đang nói với các bạn, họ lo ngại vấn đề này đức liên quan đến phản ứng của liên bang nga, chính là như thế. Vì vậy tôi cho rằng một liên minh lớn sẽ ảnh hưởng đến ý kiến của họ. Ông Zelensky cũng cho rằng việc thay đổi lập trường của chính phủ đức hiện nay phụ thuộc vào mỹ. Tổng thống nói thêm, chúng tôi nghĩ rằng họ đang củng cố quan điểm về nato và điều này cũng có tác động, chẳng hạn như đối với hungary và slovakia. Gần đây được biết rằng thủ tướng đức Olaf Scholz đã bác bỏ những điểm chính của kế hoạch chiến thắng sau đó hóa ra chính quyền Mỹ không còn phản đối về việc mời Ukraine gia nhập NATO. Và điều này có thể ảnh hưởng đến lập trường của Đức. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi thư qua hòm thư htdnews.btv.gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin kế tiếp.